Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh SMX 125 2021, một cái dòng là Super Moto dành cho nhiều anh em đam mê đi phượt. Mới đây thương hiệu FP Bodian đến tỉnh Ý đã trình làng một cái mẫu Super Moto thời mới nhất với tên gọi SMX 125 2021. Số chứng minh thiết kế độc đáo, đặc biệt là nó được tạo ra để dành cho những người bắt đầu vào cái cuộc đam mê mô tô thể thao này. Với một cái động cơ xăng đơn 124cc cho ra công suất 14,7 mã lực. Các chiếc SMX 125 2021 mang cho mình phong cách và tỷ lệ cũng tương tự một cái chiếc xe đua thể thao. Em ấy số chứng minh cái có động cơ xăng đơn 124cc tạo ra công suất 17,4 HP. Nó làm hoàn toàn có thể tiếp cận được với người bắt đầu nhập môn cái bộ môn thể thao mô tô. Các chiếc SFX 125 2021 còn được trang bị hệ thống treo hành trình dài, phanh đi lớn cho cả phía trước lẫn phía sau, trong khi cái phần khung xe có cái trọng lượng nhẹ. Những người lần đầu tiên cầm lái có thể dễ dàng vượt qua cái giới hạn của chính bản thân mình và dần dần phát triển các kỹ năng dù ra đường phố hay cái địa hình một cách an toàn nhất. Cái mẫu xe này được sản xuất bởi Biaso tại nhà máy của họ ở Trung Quốc nhằm giảm chi phí và có mức giá dễ dàng tiếp cận hơn với người bắt đầu nhập môn mô tô. Hiện em ấy chủ yếu tập trung vào thị trường ở châu Âu. Việc có thể ra mắt tại châu Á hay không thì vẫn chưa có nhiều thông tin xác nhận thời điểm hiện tại. Về mức giá bán của cái chiếc SFX 125 2021 rơi vào khoảng là 4.000 euro, tương đương khoảng là gần 100 triệu Việt Nam đồng. Có hai cái phiên bản màu cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, chính là đỏ đen và vàng đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.